gái tự tử bất thành kể về những gì đã nhìn thấy sau khi trải nghiệm cận tử. Chết có phải là kết thúc? Đã có khoảng 350 triệu người trưởng thành cũng như trẻ em trên thế giới từng trở về từ cõi chết kể lại vô số những trải nghiệm mà họ gặp được. Trong đó có cả những người tự sát nhưng bất thành. Sau đó, họ đã trải qua những trải nghiệm cận tử đáng nhớ mà sau khi tỉnh lại đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Và Angie Fenimore chính là một ví dụ cho trường hợp như thế. Câu chuyện của cô đã được chuyển thể thành cuốn sách có tên Beyond the Darkness, tạm dịch vượt qua bóng tối. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về câu chuyện những gì mà Angie Fenimore nhìn thấy sau khi tự tử. Cuộc đời đầy tổn thương của Angie. Mẹ bỏ đi từ khi Angie mới 9 tuổi. Từ khi đó, cô trở thành người chăm sóc cho gia đình, từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc cho em gái. Cha cô là một kẻ nghiện rượu, lạc lối trong nỗi tuyệt vọng của chính mình và không đủ khả năng để chăm sóc cho hai cô con gái nhỏ. Tệ hơn là thời gian sau đó, Angie còn bị lạm dụng tình dục. Cô phải chịu đựng điều này để bảo vệ cho em gái mình. Và sau những lần bị xâm hại như vậy, cô thường nằm ôm những con búp bê của mình trên giường, cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng và chán ghét nó. Năm 19 tuổi, cô kết hôn sớm với một người đàn ông. Nhưng chỉ một tuần chung sống cùng với nhau, người này lại dở thói vũ phu. Quá đau khổ, Angie sa lầy vào nghiện ngập, rượu bia, ma túy cũng như các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Angie sinh được hai cậu con trai, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác ghê tởm của chính bản thân mình. Cô cho rằng mình đã không còn kiểm soát được hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của chính mình nữa. Sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Angie cảm thấy việc kết liễu cuộc đời sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng lên vai chồng con. Khi còn là một thiếu niên, mẹ kế của Angie từng kể với cô rằng sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bà ấy đã hồn lìa khỏi xác khi nằm trong phòng cấp cứu. Bà nghe thấy các bác sĩ nói rằng gia đình nên đến thăm vì khả năng bà sẽ không qua khỏi. Vào lúc đó, bao quanh bà là một luồng sáng ấm áp tràn đầy sự bình yên. Những người thân yêu đã qua đời gặp gỡ bà trong luồng sáng đó, khi linh hồn bà đang lơ lửng bên trên cơ thể mình. Họ nói với bà rằng chưa đến lúc phải ra đi, nhưng bà có thể tự lựa chọn cho mình. Bà được bảo rằng nếu bà chọn sống tiếp, cuộc sống của bà sẽ khó khăn. Nhưng cuối cùng bà đã chọn quay lại. Đối với Angie, niềm hạnh phúc bình yên ấy là điều vô cùng tuyệt vời, khiến ý nghĩ tự tử trong cô nung nấu hơn bao giờ hết. Cô đã hai lần đưa một khẩu súng ngắn đã nạp đạn vào miệng nhưng không bóp cò. Cô kể, nếu bóp cò thì tôi đã không thể trở lại cơ thể sau khi trải qua giai đoạn cận tử rồi. Ở tuổi 26, vào tháng 1 năm 1991, Angie đã tự rạch cổ tay rồi nuốt gần hết mọi viên thuốc có trong tủ thuốc. Và đó cũng là thời điểm thay đổi số phận của Angie. Cô nhận thức được linh hồn đã tách rời khỏi cơ thể. Tuy nhiên, cô không được đến với những vinh quang rực rỡ chốn thiên đường mà vẫn chìm trong bóng tối. Cô thấy một màn hình lớn đặt trước mặt. Trên đó phát một đoạn trình chiếu ảnh 3D về cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn một cách chi tiết và sống động. Từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi chào đời, Angie nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của mẹ khi bà ấy lấy tay đỡ đầu cô. Những tấm ảnh cứ thế chuyển từ tấm này qua tấm khác cho đến khi Angie thấy cảnh tượng cô đã chết nằm trên một chiếc ghế dài. Sau đó, màn trình chiếu cũng đột ngột dừng lại như cách chúng hiện lên. Angie tìm kiếm trong bóng tối, cô tự hỏi mình đang ở đâu. Bóng tối đang bao trùm lấy cô. Đây không phải thứ ánh sáng ấm áp, tuyệt vời mà cô từng mong đợi. Bóng tối trải dài về mọi hướng và dường như không có điểm dừng.
Cô kết luận rằng đó là một khoảng hư không vô tận. Mặc dù bị bao trùm hoàn toàn bởi bóng tối, nhưng Angie vẫn có thể nhìn thấy ở một mức độ vừa đủ. Đứng kề vai bên phải cô là một dãy các thanh thiếu niên. Trực giác bảo với Angie rằng những thanh thiếu niên này cũng chính là những người tự sát giống mình. Tôi bật cười và mở miệng nói, nhưng trước khi tôi có thể nói lên lời thì đã nghe thấy âm thanh rằng chúng ta hẳn đều là những kẻ tự sát. Tôi không chắc liệu có phải do tôi tự nghĩ ra những lời này hay đang cố gắng nói ra chúng không. Chỉ biết là những lời ấy đều có thể nghe thấy mà không cần tôi phải cử động miệng. Sau đó, một anh chàng đứng kế bên Angie từ từ quay lại, nhìn cô một cách vô hồn rồi lại quay mặt về phía trước. Anh chàng đã nghe thấy giọng nói của cô, nhưng anh ta không một chút cảm xúc, không toát lên sự ấm áp hay thân thiện nào cả. Rồi bất chợt, Angie cảm thấy bản thân mình bị một thế lực vô hình kéo đi, bỏ lại đám người này ở phía sau. Nhà tù của những kẻ tự vẫn. Angie cảm thấy bản thân đang chìm trong bóng tối trải dài vô tận. Tại đây cũng có xuất hiện nhiều người, nhưng dường như họ đang lẩm bẩm điều gì đó một mình. Cô không thấy bất kỳ ai giao tiếp với nhau. Họ đang chìm trong nỗi thống khổ của bản thân, đến nỗi không màng tới những người khác. Họ chỉ đứng, ngồi xổm hoặc đi quanh quẩn một cách vô thức. Mắc kẹt tại đây là những người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Nhưng có một điều mà Angie để ý, đó là không có bất kỳ một bóng trẻ em nào. Càng nhìn xung quanh, Angie càng để ý rõ về nhiều điều. Cô nhận thấy đây chính là nơi giam cầm những ai đã tự tử. Người đàn ông già ở gần cô nhất với tình trạng thảm hại, bẩn thỉu, ngồi xổm trên mặt đất và dường như đã cam chịu trước số phận của mình. Ông dường như đã ngừng suy nghĩ hoàn toàn và chẳng mang đến bất cứ điều gì xung quanh. Angie kể, ông ấy đã hoàn toàn cạn kiệt, cứ thế chờ đợi thôi. Cô cảm nhận được linh hồn của người đàn ông này đã mắc kẹt tại đây từ rất lâu. Trong nhà giam tăm tối này, một ngày trôi qua cũng có thể giống như 1.000 ngày hoặc 1.000 năm. Đây là một vùng đất hư vô, không tình yêu, không trốn riêng tư, không giấc ngủ, không bạn bè, không ánh sáng, không phát triển, không hạnh phúc, không khuây khỏa, không tivi, không sách vở, không có sự tiếp cận tới kiến thức và không có cách nào để sử dụng chúng. Đây là một thế giới trống rỗng, nơi mọi thứ đều trở nên tách rời. Và đây không phải là thứ mà Angie nghĩ đến khi tự vẫn. Cô cảm nhận được sự đơn độc đến mức ngột ngạt và đáng sợ. Cảm giác cô đơn và bất lực của cô dường như bùng lên. Ánh sáng của từ bi. Một giọng nói ra lệnh vang lên ập vào Angie như một làn sóng khổng lồ. Giọng nói vừa toát lên vẻ uy nghiêm nhưng đồng thời cũng vô cùng trìu mến, giống như tiếng nói của những bậc phụ huynh khi răn dạy con cái. Angie co rúm lại, cô kể. Bóng tối bỗng rung chuyển, không gian tại đây đều vang lên câu nói, ta là Đức Cha đây. Tôi biết ẩn trong giọng nói đó là một sức mạnh vô hạn. Đây có phải là điều ngươi thực sự muốn không? Giọng nói tiếp tục vang lên. Giọng nói tuyệt vời này phát ra từ một điểm sáng chói lòa, lan tỏa và trải rộng như tiếng sét. Nó lơ lửng trên không như vầng mặt trời rạng rỡ, xuyên qua cả bức tường sương mù đen kịt tạo ra nhà giam. Mặc dù rực rỡ hơn nhiều so với ánh mặt trời, nhưng thứ ánh sáng này lại làm dịu đôi mắt tôi bằng sự phát quang sâu lắng và trắng đến tinh khiết của nó. Tôi hoàn toàn biết chắc chắn Đức Cha đang dõi xuống mình mà chẳng cần ai nhắc. Ngài là một bản thể của ánh sáng, không chỉ tỏa ra ánh sáng mà Ngài gần như được tạo ra từ ánh sáng. Đó là thứ ánh sáng hiện hữu và có chiều sâu, chói tỏa và rạng rỡ nhất mà tôi từng được chiêm nghiệm. Tất cả vẻ đẹp, sự yêu thương, tất cả mọi điều tốt lành đều được hàm chứa trong thứ ánh sáng tỏa ra từ bản thể này.
không có bất kỳ thứ gì mà chúng ta liên tưởng ra có thể đạt được tới gần tầm cỡ của sự yêu thương hoàn hảo mà bản thể này đã chiếu rọi vào tôi. Rồi Đức Cha tiếp tục cất lời, những câu từ của Ngài mang đầy sức nặng và nỗi đau. Đây có phải là thứ ngươi thực sự muốn không? Ngươi có biết đây là điều tồi tệ nhất mà ngươi đã làm không? Ngươi không thể tự cướp đi cuộc sống của chính mình được. Ngươi không có quyền làm điều đó. Angie chia sẻ, tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ và nỗi thất vọng của Ngài. Vì tôi tự nhận thấy bản thân đã thất bại khi làm điều này và nhận thấy đã tự tách mình khỏi Đức Cha và những chỉ dẫn của Ngài. Angie bày tỏ với Đức Cha rằng bà cảm thấy vô cùng bế tắc, đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm đến cái chết. Vì vậy bà đáp lại, nhưng cuộc sống của con rất khó khăn. Angie còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Đức Cha lập tức trả lời, ngươi nghĩ rằng điều đó khó khăn sao? Nó chẳng là gì so với những gì đang chờ trực ngươi khi ngươi tự tử cướp đi mạng sống của chính mình. Khi Đức Cha lên tiếng, mỗi lời nói của Ngài bùng nổ thành một tràng ý nghĩa, giống như những tràng pháo hoa hay như những quả cầu ánh sáng nhỏ bé tuôn trào ra vô vàn thông tin, lấp đầy tôi với những chân lý hùng hồn. Tôi đã được khai sáng về mục đích sống, rồi Ngài tiếp tục rằng, cuộc sống vốn dĩ sẽ khó khăn, ngươi không thể lảng tránh nó được. Cuộc gặp với Chúa Giêsu. Đột nhiên, Angie cảm thấy còn có một sự hiện diện khác bên cạnh Đức Cha. Cũng chính là sự hiện diện đã sát cánh bên cô trong lúc cô nhìn lại một lượt về cuộc đời của mình. Giống như Đức Cha, sự hiện diện của người này đang tỏa ra một luồng sáng để cô có thể nhìn thấy Ngài. Cô phát hiện Ngài cũng đang lan tỏa sự yêu thương đến cho mình. Tuy nhiên, Angie lại nhận thấy có sự khác biệt trong sự yêu thương ấy. Tình yêu thương này mang vẻ thuần khiết và mạnh mẽ như tình yêu của Đức Cha, nhưng nó lại hàm chứa lòng trắc ẩn thuần khiết, sự đồng cảm đến trọn vẹn và hoàn hảo theo một chiều hướng hoàn toàn mới. Tôi cảm nhận được Ngài không chỉ hiểu rõ về cuộc đời và những nỗi đau của tôi. Như thế, Ngài thực sự đã sống cuộc đời của tôi, mà còn biết cách để chỉ dẫn tôi vượt qua nó, cũng như biết được rằng mỗi lựa chọn khác nhau của tôi có thể tạo ra nhiều đắng cay hơn hoặc sẽ có thể có những tiến triển mới. Cả đời tôi đã từng nghĩ rằng không ai có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng có một người đã thực sự hiểu rõ được điều này. Sự đồng cảm của Chúa thấm đậm một nỗi buồn sâu thẳm. Ngài đau đớn, xót thương cho những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng. Nhưng lại càng đau xót hơn khi tôi đã không tìm đến Ngài để nhận sự an ủi. Mong muốn lớn nhất của Ngài là muốn giúp đỡ tôi. Ngài đau lòng trước sự mù quáng của tôi như một người mẹ đau xót khi đứa con của mình ra đi. Đột nhiên, Angie nhận ra chính Chúa Giêsu cũng đang dõi nhìn cô. Ngài nói chuyện với Angie qua bức màn bóng tối. Con không hiểu sao, ta đã làm điều này vì con. Đôi mắt tâm hồn của Angie bỗng được mở ra. Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên ở bên trong cơ thể của Chúa, quay ngược với thời gian và trải nghiệm góc nhìn của Chúa về những gì đã diễn ra tại vườn nhiệt vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh vào thập tự giá. Trước mọi thứ xảy ra trong khoảnh khắc đó, Angie cũng cảm nhận được rằng Chúa cũng đã trải qua cuộc đời của cô, sống trọn hết cuộc đời đó, như thể đấy chính là cuộc sống của chính Ngài. Cô bắt đầu thấy những gì mà Đấng Cứu Rỗi đã làm và Ngài đã hy sinh bản thân mình vì bà như thế nào. Angie kể, Ngài đã cho tôi thấy mọi thứ, Ngài đưa tôi vào chính cơ thể của mình, hòa nhập cuộc đời của tôi vào cuộc đời của chính Ngài, đón nhận những trải nghiệm, những đau khổ của tôi, như thể chúng là của riêng Ngài vậy. Angie nhận ra sai lầm của mình. Trước khi bước vào cận tử, cô đã nhiều lần từng nghe về Chúa
và cũng từng hy vọng rằng việc Chúa đã hy sinh mạng sống của mình cho cô là sự thật. Nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để tin điều đó. Sẽ cần phải có lòng tin vô ngần mới có thể tin tưởng vào một điều mà không cần tai nghe mắt thấy. Trong cuộc đời mình, Angie đã rất nhiều lần bị tổn thương niềm tin, đến nỗi niềm tin trong cô gần như chẳng còn nữa. Cô đã ôm chặt nỗi đau của mình đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình thay vì tin rằng Chúa vẫn đang theo dõi và quan tâm đến cô. Angie sau đó được truyền cho những hiểu biết và kiến thức mới. Trong số đó, cô rút ra được rằng việc tự sát sẽ tạo ra một hiệu ứng gợn sóng, gây ra những tổn hại về lâu dài đối với những người còn sống trên trái đất. Chẳng hạn, các con của cô sẽ bị tổn hại nặng nề khi biết được mẹ mình tự sát. Cô đã được chứng kiến một viễn cảnh thoáng qua về tương lai sắp tới của bọn trẻ. Đó là khi Angie từ bỏ trách nhiệm trốn trần thế, cậu con trai lớn của cô sẽ có những lựa chọn gây hại cho bản thân mình. Angie không thể hiểu cô sẽ sống cuộc đời mình ra sao, nhưng khi nhìn thấy những gì sẽ xảy ra với các con, cô chợt thốt lên, được rồi. Đột nhiên, cô nhận thấy bản thân đang bay lơ lửng trên mặt phẳng bóng tối, một món quà mà Angie nhận được thông qua trải nghiệm cận tử của mình, chính là khơi dậy khát vọng được sống và yêu thương. Cô được chỉ cho rằng vùng bóng tối mà cô vừa trải qua thực chất là một khoảng không gian để răn đe, khiến linh hồn cô nhận ra sai lầm nghiêm trọng mà mình đã làm. Nhưng tôi lại thắc mắc rằng tại sao lại là tôi? Tại sao tôi có thể nhìn thấy Chúa trong khi những người vô hồn kế bên tôi lại không thể? Tại sao tôi lại được chiếu rọi ánh sáng và được dạy dỗ trong khi ông ấy lại chìm sâu trong đau khổ và bóng tối? Câu trả lời thật bất ngờ. Điều này phụ thuộc vào sự sẵn lòng và niềm tin tuyệt đối vào thần linh. Và một khi có được cái lòng tin kiên định đó, bản thân cô cũng có thể bắt đầu chấp nhận những gì thống khổ trong cuộc đời, đón nhận chúng với một tâm hồn thoáng đãng với tràn đầy tình yêu thương. Sau đó, nguồn năng lượng mạnh mẽ từng chuyển Angie đến nhà tù của bóng tối này đã quay trở lại để đưa cô về với sự sống hiện tại. Một cảm giác dồn dập bao trùm lấy Angie và đột nhiên cô trở lại trong cơ thể của mình trên trái đất, nằm trên chiếc ghế dài. Những suy ngẫm sau trải nghiệm cận tử. Với cơ hội được trải qua những trải nghiệm cận tử vào hơn 20 năm trước, Angie nhận thấy con người một khi có những suy nghĩ u ám thì bóng tối sẽ đến bủa vây người đó. Quỷ Satan sẽ lợi dụng điều này để thao túng và kích động những người ý chí không mạnh mẽ và kiên định. Chúng dẫn dụ bức người ta đến phát điên và cuối cùng là tự kết thúc cuộc đời mình. Chúng đã đạt được mục đích là hủy diệt loài người. Chốn ngục tù dành cho cô và những người giống như cô chính là nhân quả cho việc làm của mình. Vùng bóng tối ấy chính là nơi giam cầm những người phạm tội tự sát. Những đau khổ và dằn vặt của cô trở nên nghiêm trọng và dữ dội hơn khi cô ở trong vùng bóng tối ấy. Tại đây, tình cảnh của ai cũng sẽ đi vào bế tắc, trừ khi có sự can thiệp của thần thánh. Tha thứ chính là một yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người. Angie đã tha thứ và tìm cách hòa giải với những ai đã từng gây tổn hại đến cô trước khi cô có ý định tự sát, bao gồm cả người cha từng bạo hành cô, người mẹ đã từng bỏ rơi cô và cả người chồng đã đối xử vô cùng tệ bạc với cô. Hiện tại, Angie đã trở thành một diễn giả đi lan truyền những thông điệp ngăn chặn vấn nạn tự tử. Cô đi khắp nơi để giảng dạy và cảnh báo những người khác không nên có ý định tự sát. Angie chia sẻ thêm, trải nghiệm cận tử mà cô kể ra chỉ dành riêng cho cô. Những người đã mất đi người thân vì tự tử không nên cho rằng ai cũng sẽ đến một nơi tăm tối giống vậy.
Những gì cô trải qua trong khoảnh khắc đó bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ và niềm tin của riêng cô. Nên cô cho rằng mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau trong thời gian qua giây phút cận kề cái chết. Angie cũng thường cầu nguyện cho những người đã ra đi vì tự tử, cầu nguyện để mong rằng gia đình họ sẽ tha thứ cho họ. Thật đáng mừng khi Angie Fenimore đã lên tiếng kể lại những trải nghiệm của bản thân sau khi tự sát. Điều này có thể giúp ngăn chặn những vụ tự sát tiềm tàng và giúp đỡ cho họ. Và câu chuyện trên cũng đã khép lại chương trình của TCT Khám Phá ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.